Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Ở trong phong thần diễn nghĩa thì Hồng Quân Lão Tổ là một vị thánh nhân lợi hại nhất, thậm chí còn là sư phụ của Tam Thanh. Còn trong tác phẩm Tây Du Ký thì Bồ Đề Tổ Sư chỉ là một nhân vật vô cùng thần bí và là sư phụ của Mỹ Hậu Vương đại danh đỉnh đỉnh đã từng khuấy tung cả thiên đình. Vậy thì giữa hai nhân vật này ai lợi hại hơn ai? Giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp tìm hiểu về vấn đề này. Trong tác phẩm phong thần diễn nghĩa hồi thứ 84, Tử Nha Binh Thủ Lâm Đồng Quan có khá nhiều chi tiết miêu tả về Hồng Quân đạo nhân, tỉ như là việc xuất hiện của nhân vật huyền thoại này. Thông Thiên giáo chủ thấy tứ thiết môn đồ thần tín đều tan, nghiến răng thù hận, không bằng hướng đến Tử Tiêu Cung gặp sư phụ ta, trước phải bấm qua ngài rồi mới lại suy tính việc này. Đang cùng chúng tán tiền thường nghị, chợt thấy ở phía chính nam tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dị hương tập tập. Rất nhanh liền thấy một người tay cầm cành trúc mà tới. Cao ngạo cửu trọng vân, bồ đoàn liễu đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoại, ngô đường trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đồ lĩnh tụ, nhất khí hóa hồng quân. Ở đây Hồng Quân đạo nhân tự xưng trưởng giáo tôn, một đạo truyền tam hữu, cũng liền thuận tiện nói qua một chút. Thông Thiên giáo chủ lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đệ tử của Hồng Quân đạo nhân. Mà trong lần xuất hiện này còn giảng đến tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng vô cùng tôn kính Hồng Quân lão tổ. Vì ước thúc Thông Thiên, lão tử Nguyên Thủy để bọn họ trùng lập phong thần bảng, Hồng Quân đạo nhân còn để ba vị giáo chủ ăn vào ba hạt đan, cũng nói đan này không phải là vật để khước bệnh trường sinh. Người nghe ta nói đan này luyện ra liền có huyền công, bởi vì các ngươi ba người đều có suy nghĩ riêng phần mình. Nếu có đem suy nghĩ đổi thay, trong bụng đàn phát tức thì chết. Nơi đây có thể thấy được Hồng Quân đạo nhân tuyệt đối là phi thường lợi hại, tùy thời đều có thể nhất cử tiêu diệt Thông Thiên lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba bậc thánh nhân. Cần phải biết rằng thánh nhân được xem như bậc chí tôn trong tam giới, đã có thể câu thông cùng thiên đạo, nguyên thần bất diệt, mà Hồng Quân lại có thể tùy tiện dùng một viên đan dược giết chết, đủ thấy sức mạnh vô song của người này. Nói cách khác, Hồng Quân đạo nhân chính là một nhân vật lợi hại nhất trong phong thần diễn nghĩa. Về phần Bồ Đề lão tổ ở trong tác phẩm phong thần diễn nghĩa cũng không xuất hiện. Còn ở trong tác phẩm Tây Du Ký, người này chính là nhân vật ở cấp bậc tổ sư, tinh thông đạo giáo, Phật giáo cũng chưa từ bách gia, cũng là sư phụ của nhân vật chính Tô Ngộ Không. Nhưng là về sau khi đem Tô Ngộ Không trục xuất khỏi sư môn, Bồ Đề tổ sư liền đã không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Bởi vậy Bồ Đề Tổ Sư cũng được mọi người công nhận là nhân vật thần bí nhất trong Tây Du Ký. Từ những thần thông mà Bồ Đề Tổ Sư đã dạy cho Tô Ngộ Không để nhận xét, thì bản lĩnh của người này xem chừng có thể sánh ngang cùng Tam Thanh, với 108 phép biến hóa của đạo gia cùng pháp lực vô biên. Tuy nhiên nếu soi xét tất cả các điển tịch cùng tiểu thuyết Hồng Hoang, thì những nhân vật chân chính đối diện và có thực lực ngang ngửa với Hồng Quân Lão Tổ, có thể kể đến đó là Dương Mi Đại Tiên, Hỗn Côn Tổ Sư, Nữ Oa Nương Nương, Ban Cổ Đại Thần hay La Hầu Ma Tổ. Để có thể chống lại Hồng Quân thì Bồ Đề Lão Tổ phải có được sức mạnh tương đương với những nhân vật này, hoặc giả chính là hóa thần của họ. Vì vậy để hiểu rõ về sức mạnh thật sự của Bồ Đề Tổ Sư thì chúng ta cần phải làm rõ những giả thuyết liên quan đến thân phận thực sự của nhân vật bí ẩn này. Đầu tiên có một giả thuyết cho rằng trong cuộc đại chiến phong thần, Thông Thiên giáo chủ bị thua trận trước hai vị sư huynh. Thế là phong trần đại chiến kết thúc về sau, Thông Thiên giáo chủ bị Hồng Quân mang về Tử Tiêu Cung, bắt đầu diện bích hối lỗi. Vì không cam lòng, thế là Thông Thiên giáo chủ tìm một cơ hội trốn xuống nhân gian. Nhưng là ông ta không thể lấy diện mục thực sự của mình để ra mắt thế nhân, lo lắng sẽ bị sư phụ của mình tìm tới. Thế là ông đã hóa thân biến thành hình dáng khác, lấy kỳ danh là Bồ Đề Lão Tổ, bắt đầu chiêu nạp đệ tử, truyền thụ thần thông, muốn để đệ tử của mình náo loạn linh tiêu, tìm hai vị sư huynh để giải hận. Ngay khi hóa thân thành Bồ Đề Lão Tổ, Thông Thiên giáo chủ đã ở nhân gian, tìm kiếm người thích hợp để giúp mình rửa lại mối nhục năm xưa. Mỹ Hầu Vương Tô Ngộ Không dưới cơ duyên xảo hợp đã đi tới được đạo tràng của Bồ Đề Lão Tổ. Thế là Thông Thiên giáo chủ đã thu Tô Ngộ Không làm đồ đệ, đồng thời dạy cho Tô Ngộ Không 72 phép biến hóa, còn có rất nhiều pháp thuật cùng với bản lĩnh cao cường khác. Nhưng lại ra lệnh cưỡng chế Tô Ngộ Không, không thể nói cho người khác biết sư phụ mình là ai. Không chỉ có như thế, từ pháp thuật của Bồ Đề cũng có thể nhìn ra,
Bồ Đề Lão Tổ chính là Thông Thiên Giáo Chủ, bởi vì ông ta có khả năng tinh thông cả hai nhà Phật Đạo. Một thuyết thứ hai liên quan đến thân phận của Bồ Đề Tổ Sư thì cho rằng Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân đại hoạch toàn thắng về sau, cũng là thắng lợi trở về, đem trong Vạn Tiên Trận 108 vị môn đồ hữu duyên dẫn độ đến Tây Phương Giáo. Có rất nhiều quan điểm cho rằng Tiếp Dẫn Đạo Nhân phong thần về sau trở thành giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng chính là A-di-đà Phật hoặc Tiếp Dẫn Phật Tổ mà thế nhân thường hay nhắc tới. Còn Chuẩn Đề Đạo Nhân thì trở thành Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký. Ở trong Tây Du Ký, trường đoạn mà Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện cũng không tính là nhiều. Sau khi truyền cho Tô Ngộ Không một thân bản sự, cũng vội vàng đuổi Tô Ngộ Không về Hoa Quả Sơn. Nhưng thông qua hành động cùng lời thoại của Bồ Đề Tổ Sư mà phân tích, liền sẽ phát hiện người này là một vị thần tiên tinh thông Phật Đạo, nho tam giáo vô cùng lợi hại. Bồ Đề Tổ Sư đạo trường là tại Tây Ngưu Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn, động phủ là Tà Nguyệt Tam Tình Động. Tây Du Ký trong nguyên tác đã nói, Bồ Đề Tổ Sư đã dạy qua vô số đồ đệ, đến nay còn có 30-40 người đi theo. Đại Giác Kim Tiền một cấu từ Tây Phương Diệu Tường Tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam hành, hoàn khí toàn thần vạn vạn từ, không tịch tự nhiên tùy biến hóa chân như bản tính nhậm vị trì, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Rất nhiều chỉ dấu cho thấy rằng Chuẩn Đề Đạo Nhân có lẽ cũng chính là Bồ Đề Lão Tổ sau này. Quan điểm này cho rằng Bồ Đề Tổ Sư cũng như Lai Phật Tổ hẳn là sư huynh đệ. Bọn họ chính là sáng tạo ra Tây Phương Giáo. Về sau bởi vì cả hai lý niệm sinh ra khác biệt, lúc này mới dẫn tới việc mỗi người đi một ngã. Như Lai Phật Tổ ở lại Linh Sơn, mà Bồ Đề Tổ Sư thì lựa chọn ẩn cư thế ngoại. Hai người đều tại dùng phương thức của mình tu luyện một đạo riêng. Tuy nhiên lại có thêm một cách nhìn nhận khác nữa, đó chính là Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký cũng chính là Phật Tổ Như Lai. Quan điểm này cho rằng bởi vì Tôn Ngộ Không chính là kẻ đã tuần tự tiếp xúc qua Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai Phật Tổ. Ban đầu khi ở Phương Thốn Sơn là Bồ Đề Tổ Sư dạy Tôn Ngộ Không rất nhiều bản lĩnh, như vậy mới giúp hắn có được bản lãnh để đại náo thiên cung. Về phần Như Lai Phật Tổ chính là người đã trấn áp Tôn Ngộ Không, lại cũng là người để lại hy vọng cho Mỹ Hầu Vương. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chính là Như Lai Phật Tổ đã ra tay trấn áp hắn. Về sau bắt đầu kế hoạch thỉnh kinh, Đức Như Lai lại cho Tôn Ngộ Không một cơ hội để lấy công chuộc tội, cuối cùng để Hầu Vương thuận lợi thành Phật. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nếu như người ra tay không phải Phật Như Lai mà là những người khác, hoặc phải kinh động đến Tam Thanh, đoán chừng Tôn Ngộ Không sẽ phải hồn tiêu phách tán. Như vậy có thể nói Như Lai Phật Tổ ra tay với Tôn Ngộ Không thực ra chính là đã cứu mạng hắn. Về phần Như Lai Phật Tổ tại sao lại đối tốt với Tôn Ngộ Không, như vậy thì chân tướng cũng chỉ có một, đó chính là Như Lai Phật Tổ nguyên lai cũng là Bồ Đề Tổ Sư, cũng chính là người đã truyền thụ tạo nghệ cho Tôn Ngộ Không để giúp hắn thành đạo sau này. Sau khi đã phân tích về thân phận của Bồ Đề Tổ Sư thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính, đó là dù Bồ Đề Tổ Sư có thực sự mang thân phận nào đi chăng nữa, là Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Đạo Nhân hay là Đức Phật Tổ Như Lai, hoặc là một vị tu giả nào đó không nhiễm cõi trần, thì chung quy thực lực cao nhất cũng chỉ tương đương với Tam Thanh, không thể vượt qua được. Muốn sánh ngang với Hồng Quân Lão Tổ phải là những vị đại năng như Nữ Hoa Nương Nương hay Dương Mi Đại Tiên. Bồ Đề Lão Tổ đã không phải những người này, cũng không có được thực lực như vậy. Thì có thể khẳng định, nếu giao thủ, Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký hoàn toàn thất thủ trước Hồng Quân Lão Tổ ở trong phong thần diễn nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề thần thoại tiểu thuyết được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan tác phẩm kiếm hiệp như nhà văn như là Kim Dung, Đan Thành, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, Ôn Thụy An hay Ngọa Lao Sinh, thì các bạn tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video phân tích hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo.